quỷ dị giáng lâm, thế giới tận thế, lâm bạch ở trước khi chết ngoài ý muốn thu được khắc ám đê cây ổ đĩa. Từ đó về sau, lâm bạch liền bước lên đi trước chư thiên thu thập lực lượng, đánh bại quỷ dị lữ trình. Trong thế giới giả mạo, ngươi chính là phùng ma thời vương. Vậy ta nhận lấy lực lượng của ngươi. Trong thế giới áo giáp, đây là đế hoàng áo giáp sao? Không sai, phần lực lượng này ta cũng nhận. Trong thế giới áo đặc, Thần bí tứ áo, quả thật kinh khủng, nhưng phần lực lượng này cũng thuộc về ta. Tên sản phẩm: Masket Naigay. Amok Urio tiếp theo thế giới tạm định. Tiểu thuyết máu chốt. Đặt nhiếp. Ta, hắc ám đế kỵ, đánh xuyên chư thiên. Vô đạn cửa sổ, đặt nhiếp. Ta, hắc ám đế kỵ, đánh xuyên chư thiên. Ta, hắc ám đế kỵ, đánh xuyên chư thiên. Chương mới nhất đọc. Chương 1 Hắc Nhật Lăng Không, Thế Giới Tận Thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Mặt trời đen lăng không, tận thế ngày tận thế giáng lâm là quan cảnh gì? Chỉ trong nháy mắt, mặt trời liền tối, mặt trăng không chiếu sáng, các ngôi sao từ trên trời rơi xuống, bầu trời rung chuyển. Kinh Thánh Ma.thi ở 24.29, Lâm Bạch nhìn bầu trời lúc này, không khỏi nhớ tới trong kinh thánh miêu tả, quả thực là giống nhau như đúc. Lúc này mặt trời đang từ từ biến thành màu đen, đây không phải là màu đen bị mặt trăng che khuất. Loại bóng tối này là từ trung tâm mặt trời khuếch tán ra bên ngoài, đang làm cho mặt trời từng chút một, trở nên hoàn toàn tối tăm. Chỉ trong chốc lát, mặt trời vốn vàng ống ánh rực rỡ, hoàn toàn biến thành một vận mặt trời đen kịt. Vô cùng quỷ dị màu đen quang mang chiếu khắp đại địa theo lý mà nói màu đen là không có khả năng có quan mang, nhưng hiện thực tình huống lại là xuất hiện. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, theo ánh mặt trời đen chiếu khắp nơi, sinh vật trên địa cầu từng cái từng cái đã xảy ra biến dị. Phàm là bị cái này màu đen ánh mặt trời chiếu xạ vượt qua 3 phút, bất kể là côn trùng cũng được, hay là động vật cũng được, đều đã xảy ra cực kỳ khủng bố biến dị. Côn trùng nhỏ bé sau khi bị mặt trời đen chiếu sáng sẽ trở nên to bằng xe tải có lực phòng ngự và sức phá hoại cực mạnh. Nhân loại bình thường bị mặt trời màu đen chiếu xạ qua đi, sẽ biến thành một loại tương tự với zombie giống như sinh vật undead. Hơn nữa loại zombie này tốc độ cực nhanh, tùy tiện nhảy một cái cũng có thể nhảy hơn 10 mét, căn bản không phải trong phim điện ảnh loại này tốc độ chậm chạp đích ngắm sống. Loại này zombie tuyệt đối coi như là đỉnh cấp người thợ săn, Lâm Bạch có chút không biết làm sao nhìn phía dưới, đang phát sinh thảm án. Hắn không rõ thế giới tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến dị này. Cái kia màu đen mặt trời xuất hiện 5 phút sau, phía dưới đường phố cũng đã thành nhân gian địa ngục. Lâm Bạch nhà ở một tòa tương đối cao tiểu khu phía trên, đại khái có cái 18 tầng dáng vẻ. Cho nên hắn tạm thời không bị ảnh hưởng, nhưng nhìn những quái vật này năng lực, bị bọn họ tìm được hơn nửa giết chết, chỉ là chuyện sớm muộn. Bùng! Ngay khi Lâm Bạch ngây người, tòa nhà của hắn đột nhiên rung lắc kịch liệt. Lâm Bạch rõ ràng nhìn thấy, một con có thể so với trực thăng nhỏ chim sẻ lớn, một đầu đâm vào trong tòa nhà, theo đó còn có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bạch lúc này mặt đều bị dọa trắng bệt, trực tiếp hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn. Anh thậm chí còn không tháo ổ đĩa đê cây bên hông ra, bởi vì anh thật sự không ngờ sự tình lại phát triển thành như vậy. Rõ ràng mấy phút trước, hắn còn ở trung nhị mang theo động cơ, bắt trước mặt nạ kỵ sĩ biến thân. Mà vài phút sau tận thế liền hàng lâm, điều này làm cho Lâm Bạch không cách nào tiếp nhận, thậm chí có chút mộng bức. Nhưng Lâm Bạch lúc này căn bản cũng không biết nên hướng nào chạy, dưới lầu là biến dị zombie. Không trung có biến dị chim chóc, thậm chí là phi hành loại côn trùng, ai biết trong hành lang còn không có cái khác biến dị sinh vật. Cho nên Lâm Bạch vừa mới chạy ra ngoài hai bước, liền dừng bước, hắn không còn đường để trốn. Bùng mà ngay tại Lâm Bạch có chút mộng bức thời điểm, hắn sau lưng cửa lớn đột nhiên hướng hắn bay tới, thật giống như là bị vật gì bạo lực đánh bay. Bùng! Bất ngờ không kịp đề phòng Lâm Bạch, trực tiếp bị cái này bay tới cửa lớn vỗ ở trên lưng. Cả người hắn không thể khống chế bay về phía trước, trực tiếp đụng nát thủy tinh, bay giữa không trung của tòa nhà 18 tầng. Bất quá lúc này Lâm Bạch xác thực đã sớm mất đi ý thức, bởi vì vừa rồi đại môn trực tiếp đập trúng, phía sau lưng của hắn cùng với cái ót lâm bạch lúc này chính là một miệng lớn máu tươi phun ra nội tạng cũng không biết vỡ nát bao nhiêu cho nên khi lâm bạch phi ở giữa không trung đã hoàn toàn mất đi ý thức mà khi lâm bạch thân thể triệt để bại lộ ở này mặt trời đen phía dưới thời điểm bên hông hắn đê cây ổ đĩa cũng là vừa vặn đối diện này màu đen ánh mặt trời lúc này đê cây ổ đĩa đã bị lâm bạch máu tươi nhuộm đỏ mà lâm bạch máu tươi cộng thêm màu đen ánh mặt trời, cùng với này phi thường trùng hợp đê cây điều khiển. Sinh ra một loại hết sức kỳ diệu phản ứng, tại lâm bạch thân thể còn không có rơi xuống đất lúc. Ổ đĩa đê cây bên hông hắn đột nhiên biến thành màu đen thuần khiết. Cái này màu đen đê cây ổ đĩa, cũng giống như là có được sinh mệnh bình thường. Phân ra vô số xúc tu nhỏ, thật sâu đâm vào lâm bạch trong thân thể. Tại những này tiểu xúc tu đâm vào lâm bạch thân thể qua đi, Lâm Bạch mỗi một cái mạch máu đều hiện ra màu đen hoa văn. Cả người hắn giống như là xăm một tầng hình xăm màu đen quỷ dị. Bá! Một giây sau, Lâm Bạch con mắt mảnh liệt mở ra, lộ ra hắn thuần màu đen đôi mắt. Bung! Mà lúc này Lâm Bạch vừa vặn nhanh rơi xuống đất, tại hắn sắp thẳng tắp ngã trên mặt đất lúc. Lâm Bạch thân thể đột nhiên làm ra một cái quỷ dị độ công vặn vẹo, điều chỉnh tư thế sau đó cứ đứng thẳng trên mặt đất như vậy, sinh ra động tĩnh không nhỏ. Lúc này Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, tự hồ là không có bất kỳ ý thức nào. Hắn giống như một con rối gỗ, có chút cứng nhắc đem tay sờ hướng bên hông hộp thẻ, lấy ra một tấm thẻ. Mà tấm thẻ này chính là tấm thẻ của kỵ sĩ mặt nạ đê cây, bất quá so sánh với màu đỏ tươi nguyên bản. Đê cây trên tấm thẻ này là màu đen thuần khiết một màu đen thuần khiết khiến người ta cảm thấy kỳ lạ và sợ hãi. Mà lúc này, chung quanh biến dị sinh vật cũng đều chú ý tới, cái này từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến. Bằng vào trong đầu dết chóc bản năng, chúng nó bắt đầu hướng Lâm Bạch tới gần. Mà lúc này Lâm Bạch cũng tại vô thức cử động hạ, đem thẻ cắm vào điều khiển trong đó, nhẹ nhàng đẩy. Kamen Rider Đê Theo một trận tiếng Anh có chút tà mị, từ trong động cơ truyền ra, trên người Lâm Bạch Nhất thời dân lên sương đen nồng đậm. Một giây sau, một bộ chiến giáp màu đen liền xuất hiện trên người hắn. Mà lúc này Lâm Bạch lại thật sự biến thân thành mặt nạ kỵ sĩ, đem cái này trong ảo tưởng đồ vật mang vào hiện thực. Bất quá cùng chính bản màu đỏ phẩm kỵ sĩ mặt giả đê cây so sánh, lúc này Lâm Bạch biến thân đê cây cư nhiên là thuần màu đen. Nhìn qua làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị cùng bất an, mà lúc này chung quanh biến dị sinh vật cũng đều vọt tới lâm bạch trước người. Gào thét Tiếng gào thét khủng bố ở bên cạnh lâm bạch truyền đến, mà lâm bạch vẫn là có chút cứng nhắc, từ bên hông lấy ra màu đen tạp hộp kiếm. Một giây sau, theo đạo trăm màu đen kiếm quan hiện lên, lâm bạch bên người biến dị sinh vật toàn bộ bị chém thành khối thịt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lâm bạch chung quanh chu vi trăm mét, không có một cái biến dị sinh vật sống sót. Mà lúc này Lâm Bạch cũng là đột nhiên sụi lơ trên mặt đất, như là mất đi tất cả lực lượng chống đỡ. Sau khi hắn ngã xuống, một trận sương mù ánh sáng mờ mịt hiện lên trước mặt hắn. Một giây sau, hắc sắc quan vụ bao phủ thân thể của hắn, Lâm Bạch cũng trong nháy mắt biến mất ở thế giới này. Mà hiện tại thế giới hiện thực, đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng địa ngục. Nhưng mọi việc không có tuyệt vọng hoàn toàn, hy vọng luôn có, phản kháng của nhân loại vẫn còn tiếp tục. Đây là đâu? Ta, ta không phải đáng chết sao? Không biết qua bao lâu, Lâm Bạch từ từ tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt đê sông, cùng với dưới thân bãi cỏ, có chút không rõ nguyên do. Hết chương này. Chương 2. Biến thân hắc ám đê cây. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2. Biến thân hắc ám đê cây đột nhiên, một ít tàn tạ tà ký ức tràn vào trong đầu của hắn lâm bạch thông qua những ký ức này thấy được chính mình là như thế nào biến thân trở thành hắc ám đê cây trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt hắn cũng không có bởi vì mình có thể biến thân thành kỵ sĩ mặc giả mà cao hứng hắn hiện tại vô cùng khủng hoảng bởi vì hắn vừa rồi còn tưởng rằng lúc trước tao ngộ chỉ là một cơn ác mộng nhưng những ký ức này đánh úp lại để cho hắn biết rõ ràng mình trải qua cũng không phải là mộng mà là máu chảy đầm đìa hiện thực, thế giới thật nên đón tận thế, mặt trời màu đen mang đến quỷ dị biến dị. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch lại có chút bối rối nhìn chung quanh, bởi vì thế giới đã nên đón tận thế, hắn nói không sợ hãi là giả. Nhưng quan sát một vòng hắn mới phát hiện, nơi này mặt trời vẫn là màu vàng kim, đường phố phi thường sạch sẽ. Thỉnh thoảng, còn có thể có một chiếc xe hơi nhỏ không nhanh không chậm đi ngang qua, một bộ dáng năm tháng tĩnh lặng, làm sao giống như là tận thế chẳng lẽ ta thật sự ngủ mê đối mặt trước mắt xa lạ tình huống trùng kích lâm bạch lại bắt đầu hoài nghi khởi chính mình trước đó trải qua sự tình đến cùng có phải hay không thật rồi trí nhớ của hắn nói cho hắn biết chuyện lúc trước là thật nhưng hoàn cảnh trước mắt nói cho hắn biết nơi này không có khả năng xuất hiện tận thế đột nhiên lâm bạch nghĩ tới một cái phi thường tốt nghiệm chứng phương pháp muốn chứng minh trước sự tình là thật hay giả rất đơn giản hắn không phải bị mặt trời màu đen chiếu rọi qua đi, có được biến thân năng lực sao? Vậy sao bây giờ không thử một lần? Nếu như thành công, liền chứng minh hắn lúc trước ký ức không có lừa hắn, toàn bộ là chân thật. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch cũng là hướng bên hông của mình vừa nhìn, bất quá hắn cũng không có ở bên hông của mình, phát hiện hắc ám đê cây ổ đĩa. Ngay tại Lâm Bạch trong lòng nghĩ đến hắc ám đê cây ổ đĩa thời điểm, hắn bên hông đột nhiên truyền đến một trận đau nhức kịch liệt vén lên quần áo, Lâm Bạch rõ ràng nhìn thấy, chính mình bên hông da thịt nứt ra, máu chảy như trúc. Một cái thuần màu đen đê cây ổ để cùng với đồng bộ đai lưng, cứ như vậy mạnh mẽ từ phần eo của hắn chui ra. Mà khi cái này thuần màu đen đê cây ổ để xuất hiện qua đi, Lâm Bạch vết thương chỗ máu cũng định chỉ chảy xuôi. Ách a, à. Cổ đau đớn này để cho Lâm Bạch nhìn không được kêu thảm một tiếng, thậm chí trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, qua một hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại. Mà lúc này Lâm Bạch thông qua nước sông phản xạ, cũng thấy rõ ràng chính mình hiện tại bộ dáng. Lúc này Lâm Bạch, trên người tất cả mạch máu đều hiện ra thuần màu đen, nhìn qua tương đối quỷ dị. Ánh mắt của hắn cũng không có trong mắt cùng Bạch Nhãn vừa nói, mà là tối ông tinh khiết màu đen. Chỉ có điểm trung tâm nhất của con ngươi, có một chút màu đỏ không thể tra ra. Lúc này coi như là không có hoàn thành biến thân, Lâm Bạch cũng là cảm giác được, chính mình ngủ giác trở nên vô cùng nhạy cảm. Các hạng thân thể cơ năng chiếm được trên diện rộng tăng cường, chờ đau đớn dần dần biến mất qua đi, Lâm Bạch cũng là thử vung quyền. Bùng. Hắn chỉ đơn giản vung quyền, một cổ âm bạo trong nháy mắt sinh ra, đem con sông nhỏ này đều đánh cho đứt dòng một hai giây như vậy. Đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch có chút không thể tin, đánh giá hai tay của mình, phải biết rằng hắn lúc này chỉ là đơn giản triệu hoán ra đai lưng mà thôi cái này còn chưa biến thân đâu đã có thể đạt được tăng lên thật lớn như thế sao hiện tại lâm bạch hoàn toàn bị thình lình xuất hiện lực lượng cường đại hấp dẫn đi lực chú ý cũng là quên đi so đo tận thế sự tình sau đó lâm bạch liền thập phần thuần thục tại hợp tạp bên trong lục lọi bởi vì hắn đối với động tác này rất thuần thục sau đó hắn chỉ chạm vào một tấm thẻ tấm thẻ này in hình đê cây màu đen hơi do dự một chút qua đi lâm bạch tay trái kéo ra ổ đĩa sau đó đem thẻ nhét vào, sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Kamen Rider DK Đắc Bá Theo sương mù màu đen bao phủ, Lâm Bạch cư nhiên thật biến thân thành mặt nạ kỳ sĩ DK, chẳng qua là màu đen mà thôi. Này, đây lại là thật, ta lại thật sự gặp phải loại chuyện này, tận thế thật sự tồn tại, ta đây hiện tại lại là ở đâu? Sau khi biến thân thành công cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mở rộng ít nhất gấp 10 lần trở lên. Lâm Bạch cũng không có bất kỳ cao hứng, hắn càng thêm khủng hoảng cùng nghi hoặc, vì cái gì? Không phải là tận thế sao? Vậy sao nơi này không giống? Âm âm. Ngay tại Lâm Bạch có chút nghi hoặc thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến tương tự như tiếng nổ mạnh tiếng nổ vang. Lúc này Lâm Bạch ngủ giác phi thường nhạy bén, thị lực cũng căn bản không phải sinh vật bình thường có khả năng lý giải hắn trực tiếp nhảy một cái đi tới đèn đường phía trên, hướng đại khái 7-8 km bên ngoài phát sinh nổ tung địa phương ngắm qua. Sau đó Lâm Bạch liền càng thêm trợn tròn mắt, bởi vì hắn chứng kiến 7-8 km bên ngoài, đang có hai đạo thân ảnh đang cực nhanh giao chiến lấy. Hai đạo thân ảnh này hắn phi thường quen thuộc, hai đạo thân ảnh này cư nhiên đều là mặt nạ kỵ sĩ đê cây, hơn nữa còn là bình thường màu đỏ tươi. Cùng trên người hắn này bộ màu đen hoàn toàn không giống nhau, Lúc này cái này hai cái đê cây đang cầm trong tay thẻ hộp kiếm, lấy tốc độ cực nhanh giao đứng, đánh ra đạo tàn ảnh. Người bình thường căn bản đừng nghĩ nhìn rõ động tác của bọn họ, thậm chí ngay cả thân hình của bọn họ cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Chỉ có cùng là kỳ sĩ mặt nạ các loài siêu phạm giả, mới có thể thấy rõ ràng giữa bọn họ chiến đấu. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cũng có tồn tại giống như ta? Lâm Bạch trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ tăng mạnh, thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không cùng mình giống nhau. Khi bị mặt trời đen chiếu vào, chính xác là mang theo ổ đĩa đê cây. Cho nên Lâm Bạch quyết định, tới gần một chút nhìn một chút, hắn thật sự đối với hai cái này không hiểu tồn tại cảm thấy vô cùng hứng thú. Cho nên Lâm Bạch cũng là mấy cái nhảy nhót, ở giữa không trung chấp chuyển xê dịch, trực tiếp đi tới hai người kia chiến đấu chung quanh, khoảng cách hai người không đủ 2 km địa phương. Ở khoảng cách này, lấy lâm bạch hiện tại ngủ giác đã có thể thấy rõ ràng bọn họ tất cả động tác cùng nghe rõ ràng bọn họ ở giữa đối thoại lại tới gần thì có bị phát hiện nguy hiểm lâm bạch cũng không phải sợ bọn họ mà là không muốn bị cuốn vào trận này mạt danh kỳ diệu chiến đấu bên trong đinh linh đương lan lâm bạch cũng không có nghe được hai người đang nói cái gì hiện trường chỉ có không nói gì chiến đấu cùng thập phần kịch liệt kim thiết giao minh thanh âm trong không khí mảng lớn tia lửa rơi xuống Đều là hai người trong tay tạp hợp kiếm va chạm dẫn đến Ngay tại lâm bạch cảm giác có chút nhàm chán thời điểm Đang ở đối chiến hai người lại là đột nhiên mở miệng Một đê cây trong đó dùng giọng nói có chút khang khang trầm giọng nói Không cần lại làm vô vị chống cự Ngươi lúc trước cũng đã bị thương Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ là đang gắn gượng chống đỡ đi Ta và ngươi đều hiểu Cuộc chiến tranh này chỉ có thể có một người thắng Chỉ có một đê cây có thể sống sót đi ra cái này dị thời không vốn đê cây nên là tồn tại độc nhất vô nhị, cũng là bởi vì các ngươi những cá thể này xuất hiện, dẫn đến thời gian tuyến sụp đổ, vì thế giới, ngươi phải chết. Cái này đê cây lời tuy rằng không nói mấy câu, nhưng lượng tin tức lại rất lớn, Lâm Bạch nhất thời cũng là dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc nghe. Hết chương này. Chương 3 Dị thường thời không, đê cây chiến tranh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Dị thường thời không, Đê cây chiến tranh khẩu khí của ngươi còn rất lớn, hơn nữa còn ngạo mạn như vậy, trong mắt ta, các ngươi đều là giả, chỉ có ta mới là thật. Mà trong mắt các ngươi cũng là như thế, mọi người căn bản không cần phải nói, chỉ cần chiến đấu là tốt rồi. Ở cái này 12 cái đê cây bên trong, duy nhất còn sống sót cái kia, mới có tư cách đi ra dị thời không, ta lại làm sao có thể sẽ buông tha đây. Mà một đê cây khác đang giao chiến với hắn cũng ngữ khí bình tĩnh, như là đang kể ra một loại hiện thực nào đó. Lâm Bạch theo bọn họ lúc chiến đấu đôi câu và lợi bên trong, đại khái cũng là sợ rõ ràng, hiện tại chính mình là tình cảnh gì. Chính mình dường như là thật xuyên qua, hơn nữa còn là xuyên qua đến mặt nạ kỵ sĩ thế giới. Nhưng không giống nhau chính là, hắn cũng không có xuyên qua đến chủ thời gian tuyến mặt nạ kỵ sĩ, hoặc là nói là bình thường nội dung vở kịch mặt nạ kỵ sĩ bên trong. Mà là đi tới một cái kỳ quái dị không gian, tại cái này dị không gian bên trong tồn tại 12 vị đê cây dường như bọn họ đều là cái gọi là chính bản bởi vì theo lâm bạch biết mặt nạ kỵ sĩ bên trong đê cây là đặc thù nhất tồn tại hắn là không có bất kỳ song song thế giới quan đê cây ở trong kỵ sĩ mặt nạ chỉ có một từ đầu tới cuối cũng chỉ có một là tồn tại độc nhất vô nhị liền ngay cả hào xưng hiện tại mặt giả trần nhà phùng ma thời vương đều có lão ma vương cùng tiểu ma vương khác nhau thậm chí còn có song song thế giới các loại phùng ma thời vương tồn tại, loại này duy nhất tính là ngay cả phùng ma thời vương đều không có. Nhưng hiện tại trong dị không gian này lại xuất hiện 12 đê cây, đây chính là chuyện phi thường kỳ diệu. Và kết cục của sự phá hủy duy nhất này là toàn bộ dòng thời gian chính của mặt nạ sẽ bị sụp đổ. Mà để vãn hồi loại sụp đổ này, để cho dòng thời gian trở lại bình thường, những đê cây này giống như thương lượng ra một loại phương pháp đó chính là tổ chức một hồi đê cây chiến tranh, chỉ có cuối cùng sống sót cái kia đê cây, mới có thể trở thành thật sự đê cây. Hơn nữa thuận lợi trở về dòng thời gian chính, kế thừa cái tên đê cây này, tiếp tục vận hành bình thường của dòng thời gian. Chiến tranh đê cây à, vậy tôi có tính luôn không? Lâm Bạch như có điều suy nghĩ tự nói, đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái có chút nghiêm trọng vấn đề. Hắn dường như cũng có thể biến thân thành mặt nạ kỵ sĩ đê cây, nói như vậy, hắn cũng coi như là trận này đê cây chiến tranh người tham dự sao? Nói cách khác Lâm Bạch muốn đi ra ngoài, cũng nhất định phải tham gia cuộc chiến tranh này, giết chết tất cả người cạnh tranh. Đến bây giờ mới thôi, Lâm Bạch cũng không có làm rõ ràng chính mình đến cùng là như thế nào tới, hắn biết mình là bị hắc vụ bao phủ mới xuyên qua. Nhưng Lâm Bạch thử nhiều lần, đều không có đem kia cổ hắc vụ lại triệu hoán đi ra, trở lại hắn trước đó chỗ ở thế giới. Cho nên hiện tại bày ở Lâm Bạch trước mặt, cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là tham gia cuộc chiến tranh này, đoạt được thắng lợi cuối cùng, kế thừa thân phận kỵ sĩ mặt nạ đê cây đi về phía dòng thời gian chính. Hai chính là một mực cẩu thả, không cho cái khác đê cây tìm được chính mình, như vậy, cái này dị thời không cũng sẽ không sụp đổ, nhưng Lâm Bạch có khả năng sẽ cả đời bị vây ở chỗ này. Tuy rằng Lâm Bạch tương đối hướng tới loại này hòa bình cuộc sống, nhưng hắn còn không có làm rõ ràng thế giới hiện thực tận thế. Đạt được năng lực kỵ sĩ mặt nạ qua đi, cũng chưa từng sử dụng qua, hắn làm sao có thể cam tâm cứ như vậy một mực bị vây ở chỗ này. Cho nên lâm bạch nhất thời ở trong lòng làm ra quyết định của mình, hắn muốn trước quan sát, trốn ở chỗ tối. Đợi đến cái này 12 cái đê cây quyết định cuối cùng thắng bại qua đi, hắn muốn xem cái này dị thường không gian có thể giải trừ hay không. Nếu như không gian dị thường này không bị giải trừ, vậy chứng minh số lượng 12 đê cây này là giả. 13 cái mới là thật. Bởi vì Lâm Bạch chính mình cũng coi như một cái, đến lúc đó Lâm Bạch sẽ ra tay, cùng cuối cùng còn sống sót cái kia đê cây tiến hành quyết chiến. Mà hắn chỉ có thể thắng lợi không thể thua, thua liền đại biểu cho hoàn toàn tử vong. Không chỉ anh ta không thể khám phá những gì đang xảy ra với ngày tận thế của trái đất, ngay cả sự tồn tại của chính anh ta cũng sẽ biến mất. Ngay khi Lâm Bạch xuất thần suy tư, chiến đấu xa xa cũng dần dần kết thúc lúc trước cái kia mở miệng nói đối diện có thương tích đê cây đạt được thắng lợi bởi vì cũng đúng như lời hắn nói đối phương có thương không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực cho nên hắn thắng mà lâm bạch lúc này cũng là đem trong ổ đĩa thẻ lấy ra cắm trở lại hộp thẻ giải trừ biến thân bây giờ còn chưa phải lúc chiến đấu hắn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ mà theo lâm bạch giải trừ biến thân hắn cái kia giống như sinh vật giống nhau thuần màu đen đê cây đai lưng cũng là rút về trong cơ thể của hắn. Sau đó Lâm Bạch liền phi thường bình tĩnh rời khỏi hiện trường, hơn nữa hắn hiện tại cũng biết nơi này là Nhật Bản bối cảnh. Bất quá Lâm Bạch vẫn như cũ không hoảng hốt, bởi vì hắn lúc đại học chọn học tiếng Nhật, cho nên hàng ngày giao lưu là không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Bạch tổng cộng biết ba loại ngôn ngữ. Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, cho nên cơ bản không tồn tại chướng ngại giao lưu. Lúc này Lâm Bạch coi như là giải trừ biến thân, cũng cảm giác được thân thể của mình so với trước kia cường đại quá nhiều. Lâm Bạch vừa mới thử một chút, hắn chạy 100 mét chỉ cần 3 giây, so với kỷ lục thế giới còn nhanh hơn 5 giây. Thân thể các hạng trị số khác cũng đều là nhân loại bình thường cực hạn gấp đôi trở lên, loại thực lực này đã đầy đủ Lâm Bạch ở trong người bình thường lăn lộn đi xuống. Cứ như vậy, Lâm Bạch đem chính mình giấu ở chỗ tối, hắn bắt đầu tại thành thị khắp nơi đi bộ tìm kiếm những dị thường này đê cây và dựa trên đê cây xuất hiện ở mỗi khu vực chúng được đánh số để phân biệt cái nào là cái nào lâm bạch còn phi thường nghiêm túc dùng bút ký ghi lại mỗi một đê cây các loại động tác thói quen bởi vì lâm bạch phát hiện những đê cây này tuy rằng đều nói mình là chính bản nhưng bọn họ kỳ thật tính cách mỗi người cùng các loại thói quen đều là không giống nhau chỉ cần nghiêm túc ghi chép hơn nữa đánh số vẫn là có thể phân tách ra liền nói thí dụ như Lâm Bạch lúc trước gặp được cái kia hai cái đê cây. Đã bị Lâm Bạch phân biệt biên thành số 1 cùng số 2, bởi vì đây là Lâm Bạch trước hết gặp được hai cái đê cây. Và kết quả cuối cùng là số 1 giết số 2, vì vậy đê cây còn lại 11. Lâm Bạch ở trong thành phố đi dạo một tuần, cuối cùng là đem này 11 cái đê cây toàn bộ ghi chép vào hồ sơ. Về phần tại sao Lâm Bạch lại biết bọn họ? Tất nhiên là vì tất cả 11 đê cây này đều giống nhau bọn họ đều là môn tiễn sĩ bộ dáng, Lâm Bạch nhận không ra mới là lạ, mà này đối với Lâm Bạch mà nói là cái tin tức tốt. Bởi vì mỗi đê cây trông giống hệt như một menjaki. Sẽ không ai sẽ hoài nghi Lâm Bạch là cái thứ 13 đê cây, Lâm Bạch có thể triệt để ẩn núp ở chỗ tối quan sát. Và hôm nay anh lại quan sát một trận chiến giữa đê cây. Căn cứ Lâm Bạch tư liệu phía trên viết đánh số, là số 8 đê cây cùng số 10 đê cây đang tiến hành chiến đấu lâm bạch lúc này tự trốn ở âm thầm quan sát hắn muốn quan sát những đê cây này có hay không cái khác biến thân thể cho đến nay có một điều kỳ lạ là không có đê cây nào trong số này dường như có thể của các hiệp sĩ khác và đã chiến đấu với bản thể của chính họ vốn thói quen chiến đấu của đê cây hẳn là căn cứ vào tình huống khác nhau hoán đổi kỵ sĩ khác nhau tiến hành chiến đấu mới đúng nhưng những đê cây này cho dù là chiến đấu đến chết đều không có biến thành hình thái khác hết chương này Chương 4 Đê cây đại hỗn chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 Đê cây đại hỗn chiến cho nên Lâm Bạch có cái to gan suy đoán, đó chính là những đê cây này đều không có mặt khác kỳ sĩ thẻ. Không phải bọn họ không muốn dùng, cũng không phải bọn họ không dùng, mà là bọn họ không có. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao những đê cây này không biến thành bộ dáng kỳ sĩ khác cho nên Lâm Bạch đối với cái này tiến thêm một bước tiến hành phỏng đoán, đó chính là những đê cây này đều là tân thủ thời kỳ tồn tại. Trong thời gian này, họ không nhận được thẻ của các hiệp sĩ khác, tất cả đều chiến đấu bằng sức mạnh của chính họ. Cũng không phải nói đê cây bản thể liền yếu, hoàn toàn ngược lại, đê cây bản thể số liệu xa siêu lớn bộ phận kỳ sĩ. Chỉ là nói đê cây không biết các hình thái đều là không có linh hồn, bất quá đây vẫn là một tin tức phi thường có giá trị bởi vì như vậy Lâm Bạch đến lúc đó dự định ra tay lúc, liền không cần cân nhắc đi ứng đối mặt khác kỵ sĩ hình thái. Dù sao lĩnh vực mỗi kỵ sĩ am hiểu đều không giống nhau, cho nên không thể không đề phòng. Trong khi đó, đê cây số 8 và đê cây số 10 đã bắt đầu trở nên nóng bỏng. Song Phương là ngẫu nhiên gặp nhau, lúc trước không có gặp nhau, những đê cây này cũng không chiến đấu. Mà bọn họ một khi gặp nhau, sẽ không chút do dự bắt đầu sinh tử chém giết đem mỗi một trận chiến đấu đều trở thành một trận chiến cuối cùng đây cũng là nguyên nhân vì sao lâm bạch lần đầu nhìn thấy số một đê cây cùng số 2 đê cây chiến đấu lúc song phương sẽ kịch liệt như vậy nguyên nhân mà lâm bạch vẫn như cũ trốn ở âm thầm quan sát hắn đang xem xét này 2 đê cây chiến đấu phương thức kết quả lâm bạch phát hiện hai người giống như là trong gương in ra đồng dạng đặc biệt là phương diện chiến đấu kỹ xảo liền ra chiêu tư thế đều cơ hồ là giống nhau cho nên trận chiến đấu này hai người cũng không có xuất hiện thương vong, đánh cái lưỡng bại câu thương. Ngay tại Lâm Bạch cảm thấy có chút đáng tiếc thời điểm, ngoài ý muốn thường thường cũng là vào lúc này phát sinh. Xem ra ta phải nhặt cái này, thật sự xin lỗi, tính mạng hai vị do ta nhận lấy. Đột nhiên, chỗ tối lại có một vị đê cây đi ra, Lâm Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là số 9. Số 9 đê cây trong giọng nói mang theo một chút hương phấn, trên tay cũng là trực tiếp giơ lên tạp hộp kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau vài âm thanh xé gió vang lên, số 8 và số 10 nằm trên mặt đất trực tiếp bị đâm thủng tim, qua đời tại chỗ. Chiến đấu một lần nữa bị tiêu hao, hiện tại còn lại 9 đê cây, khoảng cách đến mục tiêu cuối cùng càng ngày càng gần. Mà Lâm Bạch cho rằng hôm nay có thể sẽ dừng ở đây lúc, kế tiếp phát sinh một loạt sự tình, cũng là để cho hắn đều có chút há hốc mồm. Từ xa đã nghe thấy tiếng chiến đấu, chạy tới nhìn quả nhiên không sai, xem ra tối nay sẽ rất náo nhiệt. Ngay tại số 9 muốn rời khỏi hiện trường thời điểm, âm thầm lại có một đạo trêu tức thanh âm truyền ra. Sau đó lại là một vị đê cây từ chỗ tối đi ra, Lâm Bạch cũng đem hắn nhận ra. Đây chính là Lâm Bạch lần thứ nhất nhìn thấy số một đê cây, cũng là Lâm Bạch trước mắt tính ra, chiến lực hơi cao hơn một bậc đê cây. Hôm nay hai người họp ở đây sao? Thú vị, thú vị thật xem ra ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Chẳng bằng nói đêm nay người tới đặc biệt đông đủ, nếu không liền bắt đầu một hồi đại quyết chiến. Ngay tại Lâm Bạch cho rằng sẽ không lại có người đi ra lúc, chung quanh bóng tối chỗ truyền đến rất nhiều đạo thanh âm. Cho dù lấy cùng Lâm Bạch hiện tại vượt xa thường nhân nhạy cảm ngũ giác, cũng không có cách nào phát hiện, những này đã biến thân qua đi đê cây. Lâm Bạch lần lượt mấy cái đầu người, rõ ràng phát hiện một cái càng thêm để cho hắn kinh ngạc sự tình đó chính là còn lại chính cái đê cây lúc này rõ ràng toàn bộ đến đông đủ hai đê cây gặp nhau sẽ lập tức bắt đầu đại chiến càng chưa nói đến hiện tại chín người gặp nhau lâm bạch có thể cảm nhận được trong tràng không khí trong nháy mắt liền trở nên áp lực tất cả đê cây tuy rằng ngoài miệng đều nhẹ nhàng và không đứng đắn như vậy nhưng mỗi người bọn họ đều nắm chặt hộp kiếm trong tay không có nửa điểm thả lỏng ý tứ mỗi người tùy thời đều chuẩn bị tiến hành đại chiến mà sự thật cũng chứng minh chính người bọn họ gặp mặt nhất định sẽ không thái bình. Theo số một dẫn đầu ra tay chém về phía bên người đê cây, trận này đại hỗn chiến cứ như vậy bộc phát, Lâm Bạch trốn ở trong bóng tối, thậm chí có chút không biết nên nói cái gì. Bởi vì bọn họ chiến đấu giống như không cần bất kỳ lý do gì, phi thường mạc danh kỳ diệu. Thật giống như là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, không có bất kỳ lý do gì liền trực tiếp khai chiến. Đinh Linh Đương Lan Âm âm Final d d Hiện trường lâm vào vô cùng hỗn loạn trong đại chiến, kim thiết giao minh, tiếng nổ mạnh, Đê cây tất sát kỵ sĩ đá âm hiệu vang vọng toàn trường. Toàn bộ hiện trường đều đánh thành một nồi cháo, tất cả đê cây đều không có mục tiêu cụ thể, chỉ là bắt được người bên cạnh mình liền bắt đầu công kích. Mà vì phòng ngừa chính mình bị lan đến, Lâm Bạch cũng là càng lui càng xa, có chút kinh hãi nhìn hiện trường đại hỗn chiến ban đầu hắn có chút sợ hãi và kinh ngạc, nhưng không biết vì sao. Loại này khiếp chiến cùng sợ hãi cảm xúc, tại Lâm Bạch chứng kiến những này đê cây có thể nói điên cuồng chiến đấu qua đi, rõ ràng tại một chút xíu biến mất. Sâu trong con ngươi Lâm Bạch có một chút ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, ánh sáng màu đỏ này càng ngày càng sáng. Mà Lâm Bạch trên mặt biểu tình cũng dần dần trở nên cuồng nhiệt, hắn không hiểu có loại xúc động, chính là muốn đi ra ngoài gia nhập trận hỗn chiến này. Một cổ không hiểu cảm xúc đang ảnh hưởng lâm bạch lý trí, đó là một loại tương tự với bản năng xúc động. Là đến từ sâu trong tâm linh nguyên thủy dục vọng, nhưng lâm bạch đang dùng lý trí của mình mạnh mẽ áp chế loại này chiến đấu dục vọng. Hắn không biết mình là làm sao vậy, tính cách của hắn giống như đã xảy ra một ít biến hóa, dĩ vãng hắn là không có khả năng sẽ xuất hiện loại xúc động này. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của mặt trời đen? Lâm Bạch nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến như vậy một cái lý do, bởi vì những cái kia bị mặt trời màu đen, chiếu tới qua biến dị sinh vật, cũng đều là biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Bất quá rất nhanh Lâm Bạch liền không có tâm tình đi tự hỏi những thứ này, bởi vì đáy lòng hắn sâu trong chiến đấu dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Bạch phải dùng chính mình toàn bộ lý trí, đến áp chế này cổ muốn chiến đấu xúc động. Mà ngay tại Lâm Bạch đau khổ áp chế lý trí của mình thời điểm, bên kia chính vị đê cây chiến đấu cũng đi tới kết thúc. Bởi vì bọn họ đều là đem hết toàn lực tại chém giết, không có lưu lại bất kỳ đường sống, cho nên kết quả chiến đấu xuất hiện cũng tương đối nhanh. Ngắn ngủn 10 phút không đến, ở đây còn đứng đấy, chuẩn xác mà nói là vịnh tường đứng đấy, cũng chỉ còn lại có một người. Người này cũng không phải Lâm Bạch xem trọng nhất số một đê cây, mà là bất ngờ số 4 đê cây. Không thể không nói, Mặc dù sức chiến đấu tổng thể của đê cây số 4 không phải là mạnh nhất. Nhưng chiến đấu loại vật này, đặc biệt là đại hỗn chiến, khảo nghiệm nhất vẫn là vận khí, mà số 4 đê cây vận khí tương đối tốt, cho nên hắn sống sót. Cuối cùng cũng kết thúc sao? Trận hỗn chiến này là ta thắng. Số 4 đê cây nhìn chung quanh nằm một mảnh thi thể, ngữ khí cuối cùng là thả lỏng xuống. Bất quá một giây sau, hắn cũng có chút nghi hoặc. Không đúng a? À không phải nói, chỉ cần còn lại cuối cùng một cái đê cây, liền có thể giải trừ cái này gì không gian sao. Hết chương này. Chương 5 Kế thừa đê cây tên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Kế thừa đê cây tên trang chủ trang chủ đác Ngay tại số 4 đê cây có chút nghi hoặc thời điểm, hắn lại đột nhiên nghe được. Chính mình phía trước có một đạo tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, cứ như vậy đều đặn hướng hắn đi tới. Số 4 đê cây có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, lúc này ở trong góc nhìn của hắn. Phía trước bởi vì chiến đấu bị phá hư, mà trở nên chật lóe đèn đường quang mang bên trong, chậm rãi đi ra một đạo màu đen thân ảnh. Thân ảnh màu đen này, chung quanh lượng lờ hắc khí không lành, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu đen. Khi đê cây số 4 thấy rõ, bộ mặt cụ thể của thân ảnh này qua đi cũng có chút mơ hồ bởi vì lúc này hướng hắn đi tới là một vị mặt nạ kỵ sĩ hơn nữa một vị màu đen đê cây thì ra là thế nguyên lai còn thừa một người cuối cùng sao trách không được ta không thể rời khỏi dị không gian này nói cách khác chỉ cần giải quyết ngươi như vậy hết thảy liền kết thúc cái này nên gọi là cái gì số bốn đê cây sau khi phản ứng lại cũng là có chút trêu chọc cười nói một câu sau đó lần nữa lấy lại tinh thần rút kiếm đứng dậy mà lâm bạch đứng ở đối diện hắn cũng không có chút nào để ý tới ý tứ của hắn bởi vì lúc này lâm bạch lý trí lần nữa bị chiến đấu dục vọng ăn mòn trong đầu hắn cũng chỉ còn lại có chiến đấu hai chữ mà thôi hiện tại lâm bạch mặc giáp hạ hai mắt lần nữa trở nên đỏ tươi chính xác mà nói là trong đen lộ hồng trong con ngươi kia một điểm màu đỏ giống như là đang tản ra quang mang giống nhau làm cho người ta nhìn chỉ cảm thấy quỷ dị cùng bất an cổ ánh sáng màu đỏ yêu dị này thậm chí có thể xuyên thấu bịt mắt trên giáp mặt, mơ hồ truyền ra ngoài một tia. Bá! Lâm Bạch không có bất kỳ nói nhảm, cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp rút kiếm liền hướng số 4 đê cây chém tới. Đang! Bùng! Số 4 đê cây cũng là không cam lòng yếu thế nghênh đón, hung hăng vung trong tay tạp học kiếm. Một giây sau, tiếng kim thiết giao minh cực lớn truyền đến. Số 4 đê cây thân thể, giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đem một tòa nhà nhỏ đều đập cho sụp đổ, phát ra tiếng nổ thật lớn. Hắn vẹn vẹn chỉ là cùng Lâm Bạch đối một kiếm, đã bị Lâm Bạch kiếm trên người cổ kia không nói đạo lý mang lực, cho đánh bay ra ngoài. Tố chất thân thể của kỵ sĩ mặt nạ sẽ ảnh hưởng đến thực lực sau khi biến thân. Lâm Bạch tại không có biến thân thời điểm, liền có thể một quyền đánh ra âm bạo, biến thân qua đi lực lượng tăng lên có thể tưởng tượng được, kia tuyệt đối là quái vật cấp cho nên lâm bạch biến thân thành hắc ám đế kỵ cái khác không mạnh chính là một thân mang lực đặc biệt mạnh cùng hắn cứng đối cứng thuần túy là tự chuốc lấy cực khổ đương nhiên hiện tại khống chế lâm bạch thân thể cũng không phải bản thân hắn là hắn thuần túy chiến đấu dục vọng mà thôi khụ 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 thật đúng là quái lực không nói đạo lý a à, ngươi người này rốt cuộc là thần thánh phương nào đê cây màu đen số bốn đê cây một bên ho khang một bên có chút chật vật tự trong phế tích chui ra trên mặt mang theo cười khổ tự dễu nói. Chỉ là cùng Lâm Bạch đối một kiếm mà thôi, hắn cũng đã cảm nhận được song phương chênh lệch thật lớn. Cho nên hắn biết, chính mình chỉ sợ là không có cách nào còn sống đi ra cái này dị không gian. Song phương chênh lệch lớn đến để cho hắn tuyệt vọng, bất quá cho dù là lại tuyệt vọng, hắn cũng sẽ không buông tha chiến đấu. Cho nên đối mặt từng bước ép sát Lâm Bạch, số 4 đê cây cũng không có lùi bước, hắn ngược lại lần nữa tỉnh táo lại, cầm theo tạp học kiếm liền hướng Lâm Bạch vọt tới. Đang. Bùng. Nhưng kết quả cùng trước đó cũng không có gì khác biệt, Lâm Bạch giống như là đập trụi đồng dạng. Tiện tay một kiếm liền đem số 4 đê cây đánh bay ra ngoài, lần nữa đập ngã một tòa nhà dân nhỏ. Ken keng ken. Mà kế tiếp chiến đấu có thể nói là lừng lẫy, số 4 đê cây biết rõ mình đánh không lại hiện tại Lâm Bạch. Nhưng vẫn nghĩa vô phản cố, một lần lại một lần vọt về phía lâm bạch. Và mỗi lần hai bên va chạm nhẹ, đê cây số 4 sẽ bị đánh bay ra ngoài, va vào tường hoặc trên đường, phá hủy môi trường xung quanh. Và khi số vụ va chạm tăng lên, đê cây số 4 đã bị thương nặng từ lâu. Lúc này nội tạng của hắn đều xuất hiện khe nước, đánh tiếp nữa, phỏng chừng sẽ trực tiếp chết bất đắc dĩ. Bất quá số 4 đê cây như cũ là cuộc cường đứng lên, hướng về lâm bạch phát động xung phong mà lúc này đây hắn bị đánh bay qua đi, liền không còn có đứng lên. Số 4 đê cây trực tiếp bị đánh đến giải trừ biến thân, hắn vô lực nằm trên mặt đất, miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi. Nội tạng của hắn đã toàn bộ vỡ tan, sinh mệnh cũng đã đi tới thời điểm cuối cùng, khí tức sinh mệnh cũng càng ngày càng yếu. Mà tự hồ là cảm giác được, đối thủ chiến đấu đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lâm Bạch Bạo tăng chiến đấu dục vọng cũng tại từng chút một giảm bớt, bởi vì mất đi chiến đấu đối thủ, chiến đấu dục vọng tự nhiên sẽ hạ thấp thậm chí biến mất. Mà khi số 4 đê cây triệt để tử vong lúc, Lâm Bạch chiến đấu dục vọng cũng là biến mất không thấy. Lý trí của hắn một lần nữa chiếm thượng phong, hơn nửa một lần nữa khống chế thân thể. Lại là như vậy, ta lại mất khống chế A. À? Lâm Bạch nhìn hai tay của mình trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không mất đi chiến đấu lúc trí nhớ. Chẳng bằng nói hắn vừa rồi đang lấy một loại người đứng xem góc nhìn tận mắt toàn bộ quá trình. Loại này mất khống chế cảm giác cũng không tốt, Lâm Bạch tương đối chán ghét, nhưng hắn khống chế không được. Chuyện này không liên quan gì đến ý chí, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là chuyện Lâm Bạch muốn làm, nhưng lại lấy Lâm Bạch ngoài tưởng tượng triển khai đã xảy ra. Hơn nữa Lâm Bạch hiện tại cảm giác tính cách của mình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn tại tự tay giết chết một vị mặt nạ kỳ sĩ qua đi, Nội tâm rõ ràng không có nửa điểm gần sống. Giống như cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa, kẻ thất bại trong chiến đấu sẽ đáng chết. Nhưng phải biết Lâm Bạch lúc trước nhưng là ngay cả vết gà cũng không dám, mà đến bây giờ có thể thản nhiên đối mặt, đem người giết chết sự thật này, tình huống của hắn tuyệt đối không thích hợp. Dù cho đối diện không phải mặt giả kỵ sĩ, nhưng đó cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, một cái sống sờ sờ người, hơn nữa còn là Lâm Bạch, tương đối sùng bái người. Lâm Bạch hiện tại đối với cái này cư nhiên không có nửa phần tình cảm khác, có thể chứng minh là hiện tại Lâm Bạch càng ngày càng lạnh lùng, đặc biệt là đối với sinh mệnh. Bất quá cũng không đợi Lâm Bạch suy nghĩ nhiều cái gì, một giây sau, hắn trước mắt thế giới liền bắt đầu sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vì không gian quỷ dị này đã hoàn toàn biến mất. Lâm Bạch thân thể cũng biến mất ở thế giới này, trở về đến bình thường chủ thế giới bên trong. Mà từ nay về sau, tại mặt nạ kỳ sĩ bên trong thế giới, sẽ không có mê cùng đê cây tồn tại. Bởi vì kết thúc đê cây chiến tranh Lâm Bạch, kế thừa đê cây thân phận này, từ nay về sau, Lâm Bạch chính là mới đê cây, hắc ám đê cây. Chờ Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại thời điểm thật là phát hiện, chính mình xuất hiện ở một cái xa lạ bờ biển bến tàu trên, nơi này hiện tại vừa vặn là buổi tối. Mà lúc này Lâm Bạch còn không có giải trừ biến thân trạng thái, nhưng hắn đột nhiên cảm giác chính mình tạp học đã xảy ra một ít biến hóa. Lúc trước cái học rỗng tuyết, lúc này tựa hồ là nhiều hơn rất nhiều thứ. Lâm Bạch cũng là trực tiếp mở ra thẻ học tiến hành xem xét, phát hiện bên trong nhiều hơn rất nhiều tấm thẻ. Hết chương này. Chương 6 Kamen Rider Build Thế Giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Mặt nạ kỵ sĩ Build Thế Giới Lâm Bạch mở ra vừa nhìn bên trong tổng cộng có 9 tấm thẻ, hắn lần lượt lật xem một chút, phát hiện này 9 tấm thẻ theo thứ tự là của 10 năm mặt nạ kỳ sĩ chủ kỵ. Bất quá những kỳ sĩ mặt nạ này không giống với nguyên tác, bọn họ đều lấy màu đen làm chủ đạo, tiến hành phối màu, nhìn qua toàn bộ đều là hình thái hắc ám. Thân phận vững chắc qua đi cho ban thưởng. Hắc ám đế kỵ, liền phải có hắc ám hình thái đồng bộ chủ kỵ sĩ thẻ. Đây là cái gì thiết lập cũ A? Lâm Bạch nhìn trong tay từng cái sơn đen bôi đen chủ kỵ tạp phiến, cũng là có chút không nói gì phun tào một câu. Nói thật, nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn biến thân thành kỵ sĩ hình thái hắc ám, phối màu ban đầu cũng rất tốt. Nhưng không có biện pháp, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn thu được chín tấm thẻ hình thái hắc ám, bình thành của 10 năm chủ kỵ. Tiếp nhận hiện thực qua đi, Lâm Bạch cũng là đem những thẻ này thu lại, hiện tại không cần chiến đấu cho nên cũng liền không cần thiết lấy ra làm xong đây hết thảy qua đi lâm bạch cũng là giải trừ biến thân vuốt mơ hồ đau phần eo lâm bạch lần nữa thở dài mỗi một lần biến thân liền phải trải qua một lần huyết nhục xé rách thống khổ cùng với huyết nhục khép lại ngứa ngáy ngươi thật đúng là tha cho ta đi lâm bạch hiện tại phiền nhất chính là cái này hắn cảm giác chính mình cái này hắc ám đê cây động cơ giống như là cái vật sống đồng dạng là ký sinh ở trong thân thể hắn mỗi một lần biến thân hắn đều sẽ chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ bất quá mấy lần này biến thân xuống hắn hơi có chút thói quen ít nhất sẽ không đau kêu to ngã trên mặt đất cho nên lâm bạch cũng chỉ có thể an ủi chính mình thói quen là tốt rồi ngay tại lâm bạch đánh giá chung quanh muốn hiểu rõ một chút nơi này là đâu thời điểm phía trước bến tàu đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh a à, lâm bạch phía trước bến tàu đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai Lâm Bạch nghe vậy lập tức nhìn qua, lấy hắn bây giờ thị lực, cho dù là chỉ có yếu ớt đèn đường quang mang, cũng có thể thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Lâm Bạch nhìn thấy hình ảnh chính là một cái màu trắng hình người quái vật chính giờ trong tay gai nhọn, muốn đem trước mặt nữ nhân giết chết. Lâm Bạch nhìn thấy hình ảnh này qua đi, cũng không có bất kỳ xúc động, cũng không có muốn ra tay dự định, bởi vì hắn cũng không có sinh ra cảm xúc khác một chút cảm xúc muốn giúp đỡ cũng không có, có thể nói là rất lạnh lùng. Dừng tay. Bùm. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thân ảnh đỏ lam đang xen vọt ra. Đạo thân ảnh này trong tay cầm vũ khí giống như mũi khoan dài, thoáng cái đã đánh bay quái vật hình người này ra ngoài. Lâm Bạch nhìn thấy hình ảnh này qua đi, trong ánh mắt mới có cái khác dao động, hắn nhận thức trước mắt đạo thân ảnh này chủ nhân. Kỳ sĩ mặt nạ xây dựng, kỵ sĩ mặt nạ lấy vật lý và khoa học làm chuẩn mực, siêu cấp học bá trong kỵ sĩ mặt nạ. Thì ra là thế, ta ly khai dị không gian qua đi, liền trực tiếp đi tới mặt nạ kỵ sĩ biêu thế giới sao. Lâm Bạch cũng là như có điều suy nghĩ sờ sờ cầm, hắn lần nữa đối với thế giới này tràn ngập tò mò. Lúc này tại Lâm Bạch trong lòng có một cái ý nghĩ, đó chính là nếu như hắn đánh bại mặt nạ kỵ sĩ biêu, có phải hay không có thể thu được đối phương thể đâu dù sao nếu như dựa theo thiết lập của Đác Đê Cây, chỉ cần hắn đánh bại đối thủ là có thể đạt được thẻ của đối thủ. Nếu như thiết lập này thật sự là thật, Lâm Bạch thật muốn thử xem, hắn rất cần lực lượng. Mặc dù cậu đã có lá bài đắc phẩm của tất cả các Master Rider trong thập kỷ trước, nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì trên địa cầu vòng kia mặt trời màu đen, thật sự là quá quỷ dị, loại lực lượng này thậm chí vượt qua Lâm Bạch tưởng tượng lâm bạch cần được đến càng nhiều lực lượng càng nhiều thẻ đến đối kháng trên địa cầu cái kia quỷ dị lực lượng mà ngay tại lâm bạch suy tư thời điểm bên kia đồng sinh chiến thỏ cũng là đã đem con nhím kia mảnh kích người cho đánh bại sau đó đồng sinh chiến thỏ nhảy mấy cái liền biến mất ở bến tàu chỉ để lại nữ nhân được cứu kia vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh lâm bạch quan sát một chút về sau cũng là trốn vào trong bóng tối biến mất tại chỗ hôm nay hắn không phải rất muốn biến thân chờ lần sau gặp được đồng sinh chiến thỏ rồi nói sau bởi vì biết một ít nội dung vở kịch nguyên nhân cho nên lâm bạch đại khái rõ ràng lần sau đồng sinh chiến thỏ sẽ ở thời gian nào tại một địa điểm nào đó xuất hiện đến lúc đó hắn lại hiện thân cùng đối phương đánh một trận là tốt rồi về phần hiện tại hiện tại lâm bạch tự nhiên là muốn đi lấp đầy bụng về phần tiền thứ này Bên đường mấy cái kia nhìn qua liền không phải là cái gì tốt chim côn đồ, chính là lâm bạch tốt nhất kinh tế nguồn gốc. Hắn hiện tại thân thể tố chất, một cái đánh 10 cái đều dư giả, càng miễn bàn những này, cũng không có súng ống côn đồ. Có súng ống xã hội đen lâm bạch lười đi chọc, như vậy hắn phải biến thân, khi dễ những này côn đồ, vẫn là không có vấn đề gì. Cứ như vậy, rất nhanh đã đến ngày thứ hai buổi sáng, lâm bạch đã đại khái thích ứng bên này xã hội hoàn cảnh cùng với nhân văn thói quen hiệp sĩ mặt nạ xây dựng thế giới quan rất thú vị bởi vì nguyên nhân chiếc hộp pandora mang về từ sao hỏa nhật bản vốn không lớn bị thiên không chi bích chia làm ba khu vực rất có ý tứ tam quốc diễn nghĩa ba khu vực này theo thứ tự là bắc đô tây đô đông đô ngược lại cùng thời tam quốc bắc ngụy tây thục đông ngô không phụ lòng lâm bạch hiện tại chỗ ở chính là đông đô nơi này xã hội hoàn cảnh gần như ổn định không có nhiều như vậy phạm tội sự kiện ít nhất bề ngoài là như vậy tại thói quen cái thế giới quan này qua đi lâm bạch cũng là bắt đầu tìm kiếm tiếp theo đồng sinh chiến thỏ sẽ xuất hiện địa phương nếu như lâm bạch nhớ không lầm buổi chiều ngày thứ hai sau sự kiện thỏ chiến đồng sinh ở bến tàu sẽ xuất hiện trong một khu công nghiệp bên cạnh vách tường bầu trời mà chỉ cần cầm bản đồ quét qua một chút có thể nhanh chóng xác định mục tiêu bởi vì phù hợp với điều kiện này chỉ có một khu công nghiệp cho nên lâm bạch cũng là không chút hoang mang bắt cái xe taxi đi tới cái kia khu công nghiệp tuy rằng bây giờ là giữa trưa nhưng lâm bạch chờ được dù sao ở bên trong đi dạo một chút cũng không có gì cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh đi tới buổi chiều lâm bạch cũng là chọn một cái khu công nghiệp bên trong tháp cao leo lên nơi đó tầm nhìn rộng lớn có thể trước tiên tìm được hắn muốn tìm mục tiêu ông 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 mà lâm bạch cũng không có chờ bao lâu chỉ là nửa giờ qua đi hắn liền nghe được xe máy động cơ thanh âm lâm bạch hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại phát hiện là hai chiếc xe máy đang tiến hành truy đuổi người tới chính là đồng sinh chiến thỏ vì truy tra chân tướng mình mất trí nhớ cùng vạn trượng long ta vừa mới từ trong phụ sĩ đức trốn ra cùng nguyên tác giống nhau hai người tại một trận chạy như bay truy đuổi qua đi đồng sinh chiến thỏ mạnh mẽ chặn đứng vạn trượng long ta sau khi hai người cãi nhau ở đó một lúc liền có một tên đấm bốc xuất hiện. Đây là một cái danh hiệu là cường tráng mạnh kích giả, mà vạn trượng long ta phi thường không biết tốt xấu muốn thân thể thao quái, kết quả ngược lại bị đánh đến tê liệt ngã xuống đất. Hết chương này. Chương 7 Chỉ là cái đi ngang qua Kamen Rider thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Chỉ là cái đi ngang qua mặt nạ kỳ sĩ thôi nơi này muốn nói một chút cái gọi là mảnh kích giả chính là thế giới này tiểu quái. Là người bình thường bị cưỡng ép trót vào, bầu trời chi bích tản mát ra tinh vân khí thể, do đó dẫn đến biến dị quái vật. Loại tiểu quái này trên cơ bản đều là do nhân thể thí nghiệm chế tạo ra, không phải ngoài ý muốn biến dị, là bị nhân thể thí nghiệm cố ý chế tạo ra. Lại dám vật lộn với mảnh kích giả, người rất có cốt khí nha. Bất quá kế tiếp, nơi này liền giao cho ta đồng sinh chiến thỏ nhìn như tán thưởng, kỳ thật là có chút nói móc đối với vạn trượng long ta nói một câu. Sau đó hắn liền dơ ổ để biêu trong tay lên đặt ở bên hông. Một giây sau, một cái đai lưng liền từ trong động cơ kéo dài ra, vững vàng buộc chặt ở đồng sinh chiến thỏ trên thắt lưng. Sau đó đồng sinh chiến thỏ liền cầm hai cái bình đựng đầy không ngừng lay động, trên mặt còn mang theo nụ cười tự tin như ánh mặt trời nói. Vậy thì bắt đầu thí nghiệm đi sau khi nói xong câu đó đồng sinh chiến thỏ liền cầm trong tay hai cái bình đựng đầy cắm vào trong ổ tan, mát theo giọng nói trên thắt lưng vang lên đồng sinh chiến thỏ cũng đặt tay lên trên cái lắc bên phải ổ đĩa của biêu, sau đó chậm rãi chuyển động cái lắc theo đồng sinh chiến thỏ lay động một công xưởng kết cấu thép đơn giản nhất thời vô cùng không khoa học trống rỗng xông ra sau đó lại là một tiếng nói vang lên Are you ready? Biến thân. Theo đồng sinh chiến thỏ cuối cùng hô to một tiếng, công xưởng kết cấu thép đơn giản hiện trường đột nhiên bắt đầu vận hành, đem một bộ chiến giáp đỏ xanh đang xen lắp ráp ở trên người đồng sinh chiến thỏ. Cương chi nguyệt mặt trụ phản. Ra biết tăng. EA. Theo một tiếng nói cuối cùng hạ xuống, đồng sinh chiến thỏ hoàn toàn hoàn thành biến thân, sau đó hắn còn bày ra một tư thế đẹp trai nói. Luật chiến thắng đã được quyết định nói xong câu đó qua đi, đồng sinh chiến thỏ liền trực tiếp hướng cường tráng mạnh kích giả vọt tới, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh một quyền đem đối phương đánh bay. Xa xa, một tòa tháp tín hiệu trên lâm bạch chứng kiến này một màn, cũng là sờ sờ cầm, đưa ra đánh giá của mình. Biến thân mất ba giây, ta giết hắn mười lần là quá đủ. Rất tốt, phi thường phù hợp hiện tại lâm bạch tâm tính đánh giá, mà lúc này lâm bạch cũng là ý niệm vừa động. Hát ám đê cây điều khiển nhất thời phá vỡ da thịt của hắn, từ bên hông chui ra. Nhìn xem nhuộm máu quần áo, Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó Lâm Bạch trực tiếp từ trong hộp rút ra một tấm thẻ. Tấm thẻ này chính là tấm thẻ của hắn, là tấm thẻ của đác đê cây. Biến thân Lâm Bạch cũng là tùy ý đem trong tay thẻ, cắm vào hắc ám đê cây trong ổ đĩa, sau đó một tay đẩy một cái. Kamen Rider Đê đác theo một trận tà mị giọng nói vang lên lâm bạch trên người hắc vụ bao phủ cũng là nháy mắt biến thân thành hắc ám đê cây biến thân qua đi lâm bạch cũng không có lựa chọn trước tiên ra tay bởi vì hắn biết chờ đồng sinh chiến thỏ giải quyết cái kia cường tráng mạnh kích giả qua đi quân chính phủ sẽ tới hắn hiện tại đi xuống thời cơ không đúng lâm bạch cũng không muốn chính mình cùng đồng sinh chiến thỏ thời điểm bị quân chính phủ làm đánh lén cho nên hắn phải đợi quân chính phủ tới trước sau đó giải quyết xong quân chính phủ, lại cùng đồng sinh chiến thỏ solo. Mà lúc này phía dưới đồng sinh chiến thỏ, đã đem cái kia cường tráng mạnh kích giả đánh cho liên tiếp bại lui, hiện tại chuẩn bị sử dụng tất sát kỹ. Ready go. Vortex Phoenix. EA. Với một công thức vật lý trống rỗng xuất hiện, Kirisaki oát đi theo đường công của công thức vật lý. Hung hăng một cái kỵ sĩ đá, đạp vào cường tráng mạnh kích giả trên người, Người sau nhất thời liền bị đá nổ. Bùng. Xong rồi. Đồng Sinh Chiến Thỏ lấy ra bình năng lượng trống rỗng, hút đi tinh vân nguyên khí thể dễ tản ra, sau đó mới hài lòng gật đầu. Mà bị hắn đá nổ cường tráng mạnh kích giả thì là biến trở về hình người. Những người đánh đập sau khi bị đánh bại sẽ không chết, chỉ là sẽ biến trở về nguyên dạng, sau đó mất đi một đoạn ký ức. Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, đồng sinh chiến thỏ xem như cứu những mảnh kích giả này, dù sao đem bọn họ một lần nữa biến trở về nhân loại. Ô! Mà đúng lúc này, cuối đường phố xa xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai. Sau đó một đội xe máy, bảo vệ chung quanh một chiếc xe hơi màu đen, rất nhanh đi tới nơi xảy ra sự việc, mà những người này chính là thành viên của quân chính phủ. Không lâu sau, những người này đã đi tới trước mặt đồng sinh chiến thỏ và vạn trượng long, cửa sổ xe hạ xuống. Một vị trung niên ba mươi mấy tuổi thò đầu ra, dùng ngữ khí có chút ngạo mạn, nhìn đồng sinh chiến thỏ nói. Ngươi chính là kỵ sĩ mặt nạ sao? Ta nghe nói qua ngươi, phiền ngươi giao vạn trượng long ra đây. Trung niên nhân vừa nói vừa mở cửa xe đi xuống, hắn tên là Băng Thất Huyễn Đức. Bề ngoài ông là quan phụ tá của Thủ tướng Chính phủ Đông Đô, kim viện trưởng viện vật chất học tiên phong Đông Đô. Vẫn là Đông Đô Thủ tướng, Băng Thất Thái Sơn con trai, có thể nói tại toàn bộ đông đô, đều xem như quyền lợi lớn nhất mấy người. Nhưng hắn sau lưng thân phận lại là Fox thủ lĩnh, cũng chính là làm nhân thể thí nghiệm, đem nhân loại biến thành mảnh kích người phía sau màn hát thủ. Tuy rằng ta là một tên ngu ngốc không có thuốc có thể cứu, nhưng ta tuyệt sẽ không giết người. Nghe được băng thất huyễn Đức nói, vàng trượng long ta kích động hô to một câu. Bất quá rất hiển nhiên, băng thất huyễn Đức cũng không có ý định nghe vật thí nghiệm này nói cái gì, hắn trực tiếp vỗ vỗ tay. Sau đó một đám binh lính vũ trang đầy đủ xung quanh, mang theo vũ khí công nghệ cao liền giơ súng lên, vây quanh vạn trượng long ta và đồng sinh chiến thỏ. Ngay tại sông Phương Dương Cung Bạc Kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa phi thường tinh chuẩn đáp xuống sông Phương ở giữa vị trí, đối mặt này thình lình xảy ra tình huống, sông Phương nhất thời đình chỉ động tác. Người gia hỏa này là ai? Băng thất huyện Đức có chút cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Bạch quát hỏi, nói thật, hắn đối trước mắt nhân vật thần bí này không có ấn tượng. Thân là Fox thủ lĩnh, hắn tình báo phi thường nhiều, nhưng hắn cũng không biết toàn bộ đông đô còn có như vậy một cái tồn tại, cho nên hắn phi thường kiên kỵ. Chỉ là kỳ sĩ mặt nạ đi ngang qua thôi, nhớ kỹ cho ta. Lâm Bạch cũng là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó một giây sau, hắn liền rút ra tạp hộp kiếm, trực tiếp hướng quân chính phủ vọt tới bang bang bang. Nhìn thấy Lâm Bạch xông về phía mình, những quân chính phủ này cũng không chút yếu thế nổ súng với hắn. Nhưng Lâm Bạch cầm trong tay màu đen tạp hộp kiếm, vũ giống như một đoàn mặt phong, tất cả viễn trình công kích viên đạn đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó Lâm Bạch trực tiếp vọt tới những nầy quân chính phủ trước mặt, một quyền một cái đem bọn họ đều đánh hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng hiện tại Lâm Bạch không sợ giết người, thậm chí coi thường sinh mệnh, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn vẫn sẽ không giết người. Bởi vì giết chóc đẫm máu, sẽ kích khởi dục vọng chiến đấu trong cơ thể hắn, nếu quả thật động thủ giết người, hơn nữa còn là tàn sát như vậy. Khi Lâm Bạch phỏng chừng lại phải mất khống chế, đây là Lâm Bạch không muốn nhìn thấy, cho nên hắn không có lựa chọn giết người, chỉ là đánh ngất xỉu. Hết chương này. Chương 8 Đánh bại đồng sinh chiến thỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 đánh bại đồng sinh chiến thỏ vẽn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp thời gian ở đây quân chính phủ liền toàn bộ bị đánh hôn mê bất tỉnh duy nhất còn thanh tịnh chính là băng thất huyền đức cho anh ba giây rời khỏi đây nếu không đừng trách tôi không khách khí lâm bạch không có đối băng thất huyền đức ra tay hắn chỉ là ngữ khí lãnh đạm cảnh cáo một câu bởi vì hắn biết băng thất huyền đức không phải bề ngoài đơn giản như vậy hắn hiện tại cũng không muốn cùng đối phương là địch đối thủ trong mắt hắn hiện tại chỉ có đồng sinh chiến thỏ. Về phần ngày sau có thể tìm hắn hay không, vậy phải xem Lâm Bạch có thể hay không từ đồng sinh chiến thỏ trên người tuôn ra thể đến. Nếu như có thể, dù là hắn là nhân vật phản diện, Lâm Bạch cũng là sẽ không buông tha hắn thẻ. Băng thất huyện đức hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Lâm Bạch có loại này thực lực khủng bố, lúc này hắn cân nhắc một chút lợi hại qua đi. Cũng là không chút do dự rời đi, bởi vì hắn cảm thấy, cho dù là chính mình biến thân, cũng không nhất định đánh thắng được Lâm Bạch. Hắn từ vừa rồi Lâm Bạch ra tay lúc động tác, cũng đã đại khái đoán được, chính mình không phải đối thủ của đối phương. Bởi vì hắn liền Lâm Bạch động tác đều thấy không rõ, loại tốc độ này trên nghiện ép, coi như là hắn biến thân, cũng chỉ có bị treo lên đánh. Cho nên băng thất huyện Đức trực tiếp lái xe liền chạy, hiện trường chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng đồng sinh chiến thỏ, còn có vạn trượng Long ta ba người. Thật lợi hại tôi thấy Lâm Bạch giải quyết đơn giản như vậy, sau khi tất cả quân đội chính phủ qua đi. Cũng là không khỏi cảm thán một câu, hắn cư nhiên không chút nào để ý Lâm Bạch thân phận. Chỉ có đồng sinh chiến thỏ vẻ mặt cảnh giác nhìn chầm chầm Lâm Bạch, bởi vì hắn vừa rồi nghe được Lâm Bạch cũng tự xưng là mặt nạ kỵ sĩ. Ngươi là ai? Kỵ sĩ mặt nạ mới sao? Đồng sinh chiến thỏ nhìn Lâm Bạch thăm dò hỏi, mà Lâm Bạch lại dơ hộp kiếm màu đen trong tay lên, chỉ vào đồng sinh chiến thỏ thản nhiên nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ngươi phải cùng ta đánh một trận, nếu không đừng nghĩ rời đi. Thì ra là thế, đây là lai giả bất thiện a, à, bất quá ta cũng sẽ không sợ ngươi nha. Đồng sinh chiến thỏ nghe được Lâm Bạch nói trắng ra như thế, không làm bộ tuyên chiến tuyên ngôn qua đi, cũng là cười dơ lên mũi khoan trong tay đập nát người. Tự hồ là cảm nhận được không khí áp lực giữa hai người, vạn trượng long ta cũng là phi thường thức thời trốn sang một bên đứng ở xa xa quan sát hiện trường uống sau khi dặn có mấy giây đồng sinh chiến thỏ quyết định tiên hạ thủ vi cường hắn trực tiếp giơ mũi khoan trong tay lên đập nát người chính là một thanh vũ khí hình mũi khoan đâm tới lâm bạch tại đột thứ thời điểm trong tay hắn mũi khoan cũng là bắt đầu xoay tròn lên lâm bạch nếu như dám ngăn cản trong tay tạp hộp kiếm sẽ tìm không thấy điểm chịu lực rất có thể sẽ bị trực tiếp lệch hướng, sau đó bị đồng sinh chiến thỏ đâm trúng, bởi vậy có thể thấy được, đồng sinh chiến thỏ cũng không phải không có não đang chiến đấu, hắn vẫn có chiến thuật. Nhưng hắn sai liền sai ở chỗ, hoàn toàn đánh giá thấp lâm bạch lực lượng. Một giây sau, lâm bạch trong tay tạp học kiếm từ trên xuống dưới, hung hăng hướng đồng sinh chiến thỏ trong tay khoan đập nát người bổ tới. Đang. Bùng. Một giây sau tiếng kim thiết giao minh thật lớn truyền khắp toàn trường, vạn trượng long trốn ở xa xa ta bị chấn đến màn nhĩ tê dại, thiếu chút nữa mất thính giác. Sau đó đồng sinh chiến thỏ trong tay khoan vỡ nát người, trực tiếp bị lâm bạch một kiếm đánh cho rời tay mà ra. Sau đó hung hăng nện vào trong mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố nhỏ hình mũi khoan. Bàn tay đồng sinh chiến thỏ bị chấn đến tê dại, đến bây giờ vẫn không nhìn được trung rẩy. Bất quá hắn phản ứng ngược lại là không chậm, biết mình lộ ra sơ hở, lúc này cũng là một cái nhảy vọt, nhanh chóng cùng Lâm Bạch kéo ra khoảng cách. Quái lực thật kinh khủng, khí lực của ngươi sao lại lớn như vậy? Đồng sinh chiến thỏ lúc này cũng không còn thoải mái thông dong như vừa rồi, hắn có chút khiếp sợ nhìn chầm chầm Lâm Bạch, theo bản năng liền thốt ra một câu. Mà Lâm Bạch thì là một lần nữa điều chỉnh cầm kiếm tư thế, sau đó dùng phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng thanh âm nói. Ta không có sở trường gì, chỉ là trời sinh thần lực mà thôi. Lâm Bạch nói cũng đúng là lời nói thật, hắn hiện tại chiến đấu, cơ bản đều là dùng chính mình cái kia cường đại đến, để cho đối thủ đều thủy dự liệu không kịp lực lượng, tiến hành bạo lực nghiền ép. Kỹ xảo chiến đấu không tồn tại, chỉ cần ra sức kỳ tích là được. Đối phương có thể đánh trúng hắn rất nhiều lần, nhưng hắn chỉ cần đánh trúng đối phương một lần là đủ rồi. Thì ra là thế, là lực lượng đặc biệt lớn sao, như vậy ta có thể. Bùng đồng sinh chiến thỏ nghe được lâm bạch tự bộc lộ qua đi cũng là phi thường tự tin lấy ra hai cái đầy bình xem ra tự hồ là muốn đổi hình thái bất quá hắn còn không có động tác gì đâu lâm bạch thân ảnh liền giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn không chút do dự đối với ngực của hắn chính là một kiếm chém tới ách à bình đựng đầy trong tay đồng sinh chiến thỏ lập tức rơi xuống đất hắn cả người trực tiếp bị lâm bạch một kiếm bổ bay ra ngoài hung hăng đụng ở phía sau bầu trời chi bích phía trên mà lúc này lâm bạch kia tuy rằng thập phần bình tĩnh nhưng không chỗ nào không tràn ngập trào phúng lời nói lại truyền vào đồng sinh chiến thỏ trong tai ngươi không phải tự xưng là thiên tài nhà khoa học sao là ai nói cho ngươi biết lực lượng lớn tốc độ lại càng chậm không phải là lực lượng càng lớn tốc độ lại càng nhanh sao lâm bạch quả thật có chút nghi hoặc đây tự hồ là một chuyện mà rất nhiều người đều cho là đương nhiên. Lực lượng lớn tốc độ không nhanh được, tốc độ nhanh lực lượng không lớn, nhưng trên thực tế đều là đại lực tra kỳ tích. Lực lượng đủ lớn, tốc độ mới có thể nhanh, bởi vì lực lượng đủ lớn, hắn chân phát lực lại càng mảnh, tốc độ tự nhiên chậm không được. Nhưng giống như rất nhiều người đều có ấn tượng rập khuôn này, thế nào cũng phải phân cho một số nhân vật sở trường đặc biệt về sức mạnh, sở trường đặc biệt về tốc độ nhưng trên thực tế chỉ cần có lực lượng là đủ rồi khí lực đủ lớn tự nhiên có thể chạy nhanh lực lượng lớn người phòng ngự lực cũng không thấp được dù sao cơ bắp đều luyện đến trình độ này làm sao có thể không có lực phòng ngự cho nên cũng không tồn tại bản thuộc tính hình lục giác nào của nhân vật điều này là không hợp lý chỉ cần kéo đầy lực lượng tốc độ cùng lực phòng ngự cùng với thể chất tự nhiên sẽ tăng lên lâm bạch chỉ là tự dễu chính mình chỉ biết đại lực ra kỳ tích mà thôi nhưng nếu như địch nhân thật tin đó chính là ngây thơ trên thực tế lâm bạch thực lực là toàn phương vị tăng lên không tồn tại ở vật lý phương diện cái khác khuyết điểm trừ phi đối thủ sẽ tinh thần loại công kích bởi vì nói như vậy lâm bạch cũng không biết mình có thể hay không gánh vác được khụ 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 ngươi cho ta một bài học không ngờ ta lại có ấn tượng cứng nhắc như vậy lúc này đồng sinh chiến thỏ trực tiếp bị lâm bạch một kiếm chém giải trừ biến thân Hắn có chút chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Mà Lâm Bạch thấy thế cũng là đưa tay hướng hợp tạp, bởi vì hắn cảm giác được hợp tạp đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Hợp tạp trọng lượng tăng lên một điểm, cho nên Lâm Bạch cũng là có chút chờ mong, ở nơi đó sờ soạn lấy, sau đó hắn quả thật sờ đến một trương hoàn toàn mới thẻ. Trên tấm thẻ này khắc chính là thân ảnh kỵ sĩ mặt nạ xây dựng hình thái xe tăng thỏ. Hết chương này. Chương 9 sau này con đường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Con đường sau này hơn nửa Lâm Bạch càng thêm kinh hỉ phát hiện, chính hắn động thủ đánh bại kỳ sĩ lấy được thẻ, cũng không phải là hắc ám hình thái. Nói cách khác hắn cái kia chính tấm, cũng 10 năm hắc ám hình thái kỳ sĩ thẻ, thuộc về là thu được hắc ám đê cây thân phận tân thủ ban thưởng. Muốn càng nhiều kỳ sĩ thẻ bài, phải dựa vào Lâm Bạch hai tay của mình dốc sức làm điều này cũng có nghĩa là lâm bạch về sau có thể sử dụng bình thường hình thái kỵ sĩ thẻ chẳng qua hắn phải giống như vậy thu thập những kỵ sĩ khác thẻ mới được nói cách khác lâm bạch về sau nhất định sẽ đi lên một cái cùng các loại kỵ sĩ chiến đấu con đường thú vị thật sự là càng ngày càng thú vị lâm bạch vốn bình tĩnh trên mặt đột nhiên nở rộ ra một vòng có chút hưng phấn nụ cười tà mị lúc này lâm bạch liền cách mũ bảo hiểm vỗ vỗ mặt của mình bình tĩnh bình tĩnh không thể hưng phấn, không thể hưng phấn. Qua một hồi lâu, Lâm Bạch mới đem chính mình đột nhiên toát ra chiến đấu dục vọng cho áp chế xuống. Bởi vì vừa rồi Lâm Bạch vừa nghĩ đến, chính mình tương lai đem cùng các loại kỵ sĩ chiến đấu, hắn liền dân lên chiến ý, cho nên thiếu chút nữa lại kích phát ra chiến đấu dục vọng. Mà nhìn Lâm Bạch đột nhiên bắt đầu lầm bầm lầu bầu, đồng sinh chiến thỏ đột nhiên cảm giác đối phương, giống như tinh thần không quá bình thường. Hôm nay dừng ở đây đi, sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Sau khi tỉnh táo lại, Lâm Bạch cũng quay đầu nói một câu với đồng sinh Chiến Thỏ, sau đó hắn nhảy mấy cái liền biến mất trước mắt mọi người. Người này, chuyện gì xảy ra a? À? Đồng sinh Chiến Thỏ có chút mơ hồ nhìn bóng lưng Lâm Bạch đi xa. Hắn không rõ ràng lắm, cái này đồng dạng tự xưng là mặt nạ kỵ sĩ gia hỏa, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, tại sao phải cùng hắn đánh một trận? mà lâm bạch thì sẽ không nói cho đồng sinh chiến thỏ hắn về sau còn có thể tới tìm hắn đánh nhau bất quá đối với lâm bạch mà nói về sau chiến đấu độ khó sẽ tần tần tăng lên lâm bạch cũng không có ý định thu thập xong mặt nạ kỵ sĩ biêu mỗi một hình thái bởi vì trên lý thuyết mà nói hình thái cơ bản của kỵ sĩ mặt nạ là không giới hạn chỉ cần vẫn phối hợp là có thể không ngừng phối hợp ra hình thái mới cho nên lâm bạch kế tiếp mục tiêu chính là đồng sinh chiến thỏ mấy cái sức chiến đấu thăng cấp qua hình thái. Lâm Bạch kế tiếp tại đồng sinh chiến thỏ nơi này mục tiêu đại khái là ba cái. Thỏ xe tăng nguy hiểm hình thái, thiên tài hình thái, Groups du biêu hình thái. Cái này cơ bản cũng coi như là đồng sinh chiến thỏ ba lần chiến lực thăng cấp, cái sau so với cái trước mạnh hơn. Hơn nữa Lâm Bạch cũng không chỉ định thu thập thể chiến thỏ đồng sinh, hình thái hố đen của tổng giám đốc E hắn cũng rất thèm thuồng cũng không biết có đánh được hay không. Đánh không lại, cũng chỉ có thể đánh lén, đi sửa mái nhà dột. Dù sao chỉ cần đến cuối cùng là Lâm Bạch đem đối phương đánh giải thể, hắn liền có thể đạt được đối phương tạp phiến, đây chính là hắc ám đê cây lực lượng đặc tính. Ngoài ra, còn có một số kỵ sĩ mà hắn cảm thấy hứng thú hơn, ví dụ như Ngân Hạ Long, hay ví dụ như Kim Búc. Nói tóm lại, Lâm Bạch cơ bản đã đem chính mình ngày sau thăng cấp con đường cho trước xuống, chỉ cần không ngừng chiến đấu thì tốt rồi. Mà tại Lâm Bạch sau khi đi, đồng sinh chiến thỏ cũng là mang theo vạn trượng long ta khai chuồng, này hai cái tốt cơ hữu cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau. Mà trong sự kiện lần này, duy nhất trầu rỉ không vui cùng nghĩ mãi không ra cũng chỉ có băng thất huyện đức. Cho nên hắn dưới cơn nóng giận, trực tiếp tuyên bố đẳng cấp cao nhất lệnh truy nã, truy nã Lâm Bạch cùng đồng sinh chiến thỏ, còn có vạn trượng long ta ba người đương nhiên bức họa của lâm bạch và đồng sinh chiến thỏ đều là bức họa sau khi biến thân trên tấm lệnh truy nã này chỉ có duy nhất một người bình thường cũng chỉ có vạn trượng long ta bất quá lệnh truy nã này tính hữu hiệu cơ hồ bằng không căn bản không có khả năng bắt được người cứ như vậy thời gian nhoáng lên lại là hai ngày trôi qua lâm bạch lúc này đã ở đông đô tìm được an ổn đặt chân địa phương cũng không phải cái gì địa phương tốt côn đồ ở đâu hắn ở đâu hắn đã côn đồ thủ lĩnh rồi lâm bạch cũng không cần đi tiếp tục đi đánh cướp những tên côn đồ này bởi vì những tên côn đồ này phi thường hiểu chuyện sẽ tự mình đến hiếu kính cho nên lâm bạch là không thiếu tiền ít nhất phương diện sinh hoạt không có vấn đề gì qua cũng coi như là tương đối thích ý lúc không có việc gì liền giám thị một chút tình huống của đồng sinh chiến thỏ xem hắn phát triển tới bước nào có đem hình thái cường đại hơn làm ra hay không không có việc gì thời điểm lâm bạch cũng sẽ học tập một chút cách đấu kỹ thuật dù sao hắn về sau muốn gặp phải đều là cường địch kỹ thuật chiến đấu không vượt qua kiểm tra lại không có cách nào dùng bạo lực nghiền ép đây chính là sẽ bị đánh rất thảm cho nên lâm bạch hiện tại trạng thái liền bị vây một bên dám thị đồng sinh chiến thỏ một bên tăng lên trạng thái của mình trôi qua coi như là tương đối phong phú mà lúc này băng thất huyễn đức đã là tương đối khó chịu bởi vì hai vị kỵ sĩ mặt nạ xuất hiện giống như trong lòng của hắn đâm vào trong lòng để cho hắn rất khó chịu, để cho hắn không có cách nào tiếp tục thuận lợi triển khai thí nghiệm, cho nên băng thất huyễn đức liền nghĩ tới một cái phương pháp tốt. Căn cứ tư liệu, hắn tra xét được vạn trượng long ta còn có bạn gái, cho nên hắn quyết định lấy vạn trượng long ta làm mồi nhữ. Đem vạn trượng long ta dẫn ra, lại mượn cái này dẫn ra đồng sinh chiến thỏ, thậm chí là lâm bạch, sau đó hắn sớm bố trí mai phục, đến lúc đó một lưới bắt hết. Tốt lắm, cứ làm như vậy. Huyện Đức Băng Thất càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này đáng tin cậy, cho nên lập tức quyết định. Sau đó hắn bắt đầu triệu tập nhân thủ, hơn nữa còn gọi điện thoại uy hiếp cho vạn trượng Long ta. Lại nói tiếp cũng là vạn trượng Long bạn gái của ta xui xẻo, Băng Thất Huyễn Đức vừa vặn phái người đi bắt nàng, nàng liền nhận được điện thoại của vạn trượng Long ta gọi tới. Sau đó Băng Thất Huyễn Đức trực tiếp nhân cơ hội uy hiếp vạn trượng Long ta chủ động hiện thân. Người sau không có cách nào, chỉ có thể kiên trì, hướng băng thất huyện đức theo như lời một nhà bỏ hoang nhà xưởng mà đi. Đồng sinh chiến thỏ mấy phen khuyên can cũng ngăn không được, hai người thiếu chút nữa đánh một trận, cuối cùng đồng sinh chiến thỏ vẫn đi theo vạn trượng long ta. Chật, ta đã nói không nên tới, quả nhiên có mai phục, không phải sao? Đồng sinh chiến thỏ nhìn quân đội người mấy trước mắt, có một chút im lặng quay đầu nói với vạn trượng long. Lúc này hắn đã là ở vào biến thân qua đi trạng thái, bởi vì lần trước hắn bị lâm bạch đột nhiên đánh lén đánh ra một chút tâm lý bóng ma biết mình nếu như không hoàn thành biến thân liền sống mù rất có thể sẽ bị cắt đứt biến thân lần nữa cho nên khi tiến hành loại nhiệm vụ này vừa nhìn đã biết có cạm bẫy có vấn đề đồng sinh chiến thỏ sẽ sớm biến thân phòng ngừa vạn nhất vậy anh bảo tôi phải làm sao bây giờ bạn gái tôi vẫn đang chờ tôi đấy vạn trượng long ta cũng là có chút bất đắc dĩ nói có một nói một làm bạn trai mà nói hắn phi thường hợp cách. Nhưng cái giá phải trả chính là, đồng sinh chiến thỏ cùng hắn đều bị quân đội người mấy bao vây. Vậy ngươi cẩn thận tự bảo vệ mình, ta mang ngươi dết ra ngoài. Đồng sinh chiến thỏ cũng vô cùng có ý tứ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ lùi bước nào. Hắn quyết định giúp người giúp đến cùng, trực tiếp đi giúp vạn trượng long ta đem bạn gái của hắn cứu trở về. Hết chương này. Chương 10 đặc thù chiến sĩ Nai Roger đêm bá. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Chiến sĩ đặc thù Nai Roger sau đó đồng sinh chiến thỏ liền khoan đầu một cái, đem những người máy ngăn cản ở trước mặt hắn toàn bộ đánh ngã, lôi kéo vạn trượng long ta liền lao ra vòng vây. Dù sao cũng chỉ là chút tạp binh, ngăn không được đồng sinh chiến thỏ là rất bình thường. Bất quá hai người lao ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang này, trước mặt lại gặp một đôi binh sĩ máy móc xếp thành hàng chỉnh tề chật thật sự là không dứt a à. đồng sinh chiến thỏ có chút khó chịu chật một tiếng ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm trước mắt những này máy móc binh lính đột nhiên bắt đầu biến hóa chúng giống như robot trong một bộ phim ấn độ nào đó kết nối với nhau cương nhiên hợp thể thành một người máy lớn đây lại là cái quỷ gì a à? thật sự là hỏng bét a à vạn trượng long sau khi ta nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi phun tào một câu đồng sinh chiến thỏ cũng nói theo một câu tạch 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 ta đi một giây sau người máy khổng lồ này bắt đầu bắn phá không khác biệt vạn trượng long ta bị dọa đến thất kinh kêu to sau đó lăn lộn trốn vào trong công sự che chắn bên cạnh ngay cả đồng sinh chiến thỏ cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn tạm thời tránh né Tuy rằng cường độ chiến giáp của hắn có thể chống đỡ được xạ kích của súng máy, nhưng hắn cũng phải thừa nhận lực trùng kích mà súng máy mang đến. Như vậy, đành phải bắt đầu thí nghiệm. Đồng sinh chiến thỏ một bên tránh né người máy xạ kích, một bên lấy ra hai cái bình đựng đầy bình, chuẩn bị đổi hình thái. Gorilla. Diamond. Batman. Sau khi cắm đầy bình vào ổ cứng của Bill, thỏ đồng sinh cũng nhanh chóng lắc tay cầm. Are you ready? thăng cấp. Theo giọng nói xác nhận trên thắt lưng vang lên, đồng sinh chiến thỏ cũng lập tức bắt đầu thay đổi hình thái mới của mình. Theo hai đạo thiết giáp hoán đổi quan mang hiện lên, đồng sinh chiến thỏ cũng là hoán đổi thành đại tinh tinh kim cương hình thái. Các hình thái khác nhau của kỵ sĩ mặt nạ được quyết định dựa trên các thuộc tính khác nhau trong bình đầy. Mặc dù không rõ tại sao thỏ và xe tăng lại là sự kết hợp tốt nhất. Gorilla và kim cương cũng là cặp đôi tốt nhất nhưng đây thực sự là hình thức kết hợp tốt nhất mới mà kỵ sĩ mặt nạ xây dựng tổng cộng có năm hệ liệt hình thái loại thứ nhất chính là hình thái phối hợp tốt nhất tên như ý nghĩa là thích hợp nhất hai loại thuộc tính phù hợp nhất phối hợp cùng một chỗ hình thành phối hợp tốt nhất loại thứ hai chính là hình thái thí nghiệm ý tứ chính là đây cũng không phải là phối hợp tốt nhất nhưng miễn cưỡng có thể dùng tạm có thể ở một số địa phương đặc tính so với hình thái phối hợp tốt nhất mạnh hơn một chút. Loại hình thái thứ ba chính là hình thái nguy hiểm, là hình thái sau khi vận chuyển cò súng nguy hiểm, tiến hành biến thân, thực lực tổng hợp sẽ gia tăng thật lớn, cũng coi như là một hình thái phi thường cường lực. Hình thái thứ tư là hình thái đặc thù, có thể hiểu là hình thái cuối cùng theo nghĩa truyền thống, tương tự như. Hình thái thiên tài, hình thái cross du Loại hình thái thứ năm chính là hình thái kỵ sĩ truyền thuyết, thông qua phối hợp đặc thù, kỵ sĩ mặt nạ có thể biến thân thành kỵ sĩ khác. Ví dụ, sử dụng Dr. phun và Game Funga, Kirino Urabit có thể biến thành SS. Thậm chí sử dụng thẻ kỵ sĩ để đựng đầy bình, và máy ảnh để đựng đầy bình, thọ chiến đồng sinh còn có thể biến thành DK. Cho nên trên lý thuyết mà nói, hình thái kỵ sĩ mặt nạ xây dựng là vô hạn, chỉ cần không ngừng phối hợp là được rồi. Luật chiến thắng đã được quyết định biến hóa hình thái qua đi, đồng sinh chiến thỏ lập tức bắt đầu một trận tính toán, không bao lâu, hắn liền tính toán ra nhược điểm của đại gia hỏa này. Hắn cũng là người duy nhất, khi chiến đấu sẽ dùng khoa học công thức, cùng với siêu cường đại não tính toán mặt nạ kỵ sĩ. Vậy thì kết thúc đi. Đồng sinh chiến thỏ tại chỗ nhảy dựng lên, giờ nắm đấm trong tay bởi vì biến hóa hình thái trở nên vô cùng to lớn, trực tiếp đối với cái kia đại người máy cầm nền tới. Bùng! theo một hồi tiếng nổ mạnh vang lên người máy lớn kia trực tiếp bị đập đến giải thể tán thành một đống linh kiện nguy cơ của hai người xem như tạm thời giải trừ nhưng không đợi hai người thở phào nhẹ nhõm một đạo thanh âm trầm thấp liền vang lên trong sân ngươi tới chậm vạn trượng long ta ta đã thực hiện ước định lúc trước hiện tại bạn gái của ngươi đang ở trước mặt ngươi theo đạo thanh âm trầm thấp này vang lên một cái màu cam mảnh kích giả chậm rãi đi ra mà đây chính là Vạn Trượng Long bạn gái của ta, Hương Trừng. Rất hiển nhiên, nàng cũng bị làm nhân thể thí nghiệm, cưỡng ép hít vào tinh vân khí thể, bị biến thành mảnh kích giả. Ngươi tên hỗn đảng này, Vạn Trượng Long ta tự nhiên là phẫn nộ không thôi, bởi vì chỉ cần bị làm tinh vân khí thể thí nghiệm trên người, cho dù là khôi phục hình người, cũng sẽ mất đi trước kia ký ức. Nói cách khác, cho dù đồng sinh chiến thọ đánh bại Hương Trừng biến thành mảnh kích giả người sau cũng sẽ mất đi tất cả ký ức lúc trước còn có thể sẽ quên vạn trượng long ta là ai mặc kệ kết quả như thế nào người bạn gái này của hắn là không có ha 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 lần đầu gặp mặt kỵ sĩ mặt nạ ta chờ ngươi đã lâu mà đúng lúc này trong sân đột nhiên bốc lên một trận sương đen một thân ảnh lấy màu đen làm chủ màu bạc làm phụ có phong cách đặc thù của dơi xuất hiện ở giữa sân là ngươi dơi Đồng sinh chiến thỏa thoáng cái liền nhận ra đối phương, bởi vì trong trí nhớ hắn lưu giữ không nhiều lắm, duy nhất quen thuộc chính là thân ảnh này. Lần đầu gặp mặt, giới thiệu cho tôi một chút đi, tôi là Nai Roger. Băng thất huyễn Đức cố ý thay đổi thanh tuyến cười nói, kia kỳ thật không tính là mặt nạ kỵ sĩ, bởi vì hắn không có dùng kỵ sĩ hệ thống biến thân. Hắn dùng một loại súng khói hệ thống, biến thân thành đặc thù chiến sĩ, tên gọi liền gọi là Nai Roger. Vì vậy, nó không thể được gọi là Nairoger, tên chính xác là chiến binh đặc biệt Nairoger. Ta mất trí nhớ là bị các ngươi làm nhân thể thí nghiệm à? Ngươi người này đến cùng đối với ta làm cái gì? Đồng sinh chiến thỏ sau khi nhìn thấy đối phương hiển nhiên phi thường kích động, trực tiếp vọt về phía đối phương, hai người nhất thời đánh thành một đoàn. Mà xa xa trên đèn đường, lâm bạch lặng lặng đứng thẳng, nhìn tình huống trong sân, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. xuất hiện rồi nhân vật phản diện thẻ, nếu muốn nhập gia tùy tục, vậy lần này ta liền dùng thẻ này đi. Lâm Bạch vừa nói, cũng là tâm niệm khẽ động, hắc ám đê cây điều khiển nhất thời xuất hiện ở hắn bên hông. Sau đó Lâm Bạch liền từ trong hộp thẻ móc ra, trước thu được mặt giả kỵ sĩ biêu thẻ, trực tiếp cắm vào hắc ám đê cây trong ổ đĩa. Biến thân Kamen Rider Biêu ra biết tăng phong Theo trên thắt lưng tà mị giọng nói truyền đến, Lâm Bạch thân thể cũng là bị một trận hắc vụ bao vây. Một giây sau, Lâm Bạch liền biến thành đỏ lam đang xen mặt giả kỵ sĩ Biêu. Thỏ xe tăng hình thái. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể không giống với lúc trước, cùng với một ít công thức tính toán cùng các loại tham số trong góc nhìn trước mắt. Lâm Bạch xem như hiểu được kỵ sĩ mặt nạ Biêu, cùng những kỵ sĩ mặt nạ khác không giống nhau địa phương, muốn lợi dụng tốt cổ lực lượng này nhất định phải tính toán, ở trong chiến đấu tiến hành các loại tính toán hết chương này